chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng ta tiếp phần vấn đáp. Mong sư giải thích cho con bậc câu phần giải thoát, bậc tuệ giải thoát, bậc thân chứng, bậc kiến đáo trong kinh là thế nào? Thưa quý vị, câu phần giải thoát là chỉ cho các vị thánh và chứng đắc các tầng thiền. Còn bậc tuệ giải thoát Panya Vimutto tức là vị thuần quán, nghĩa là vị này chưa từng chứng đắc các cái tầng thiền trước khi chứng đạo. Còn vị thân chứng Sukha Vipassaka Yassa Sakhi là địa vị này là chứng các tầng thiền trước khi chứng đạo. Nhưng mà vị này thì lấy cái định quyền làm trội, tức là vị này sẽ có cái định quyền nó trội hơn. Còn vị kiến trí là Dittipatto thì vị này thì lại lấy cái trí nó làm cái mũi nhọn khi mà chứng đắc đạo quả. Còn vị tính giải thoát Sattha Vimutto thì vị này lấy niềm tin làm chủ đạo. Còn vị vì còn cái tính giải thoát vì lấy niềm tin làm chủ đạo đó, cho nên là còn có cái tên gọi là tùy tính hành. Tùy tính hành là Sattha Nusa Rimhi. Mà đã có tùy tính hành thì chúng ta sẽ có tùy pháp hành. Tùy pháp hành là Thamma Nusari, tức là vị lấy trí tuệ làm chủ đạo. Tức là cũng là tu thiền đó, nhưng mà có vị thì không có chứng đắc các cái tầng thiền. Có vị thì chứng các tầng thiền, nhưng mà có vị thì lấy cái tuệ quyền làm chủ đạo, có vị lấy cái tính quyền làm chủ đạo ha. Thưa sư, tối qua con mất ngủ không phải do hành thiền hơi thở, mà do con suy tư về bài pháp của sư. Như vậy, cư sĩ tại gia thời Đức Phật khác cư sĩ tại gia thời nay như thế nào? Ví như con chim sư cú rú mà còn biết hành thiền tứ niệm xứ, thì ở một nơi mà người cư sĩ không hành thực hành thiền tứ niệm xứ, thì nơi ấy có phải nên được xem là vùng biên địa của Phật giáo không thưa sư? Quý vị đừng có so với người dân xứ Cú Rú, bởi vì người dân xứ Cú Rú là người dân của xứ Bắc Cu Lưu Châu, thì họ có những cái đặc điểm, cái văn hóa và cái lối sống của họ, những cái mà chúng ta không có bắt chước được. Còn cư sĩ vào thời của Phật á, khác cư sĩ vào thời của mình như thế nào thì nên so là cư sĩ xứ Nam Thiện Bộ Châu á, chứ đừng có so cư sĩ xứ Cú Rú. Thì người xứ Nam Thiện Bộ Châu vào thời Đức Phật khác chúng ta như thế nào? Thứ nhất là họ ít dục hơn. Thời nay chúng sanh hưởng thụ rất là nhiều và cái dục được tăng trưởng rất nhiều,
mà chính bởi vì các dục tăng trưởng cho nên chúng sanh quay cuồng theo các dục nhiều hơn, dẫn đến việc tu tập khó hơn. Rồi một sự khác biệt nữa là cái trí tuệ của chúng sanh thời nay á, không bằng vào thời Đức Phật. Trí tuệ ở đây xét về hai phương diện, một là trí nhớ và hai là cái trí suy tư. Xét về trí nhớ á, thì thời của Phật á, số lượng người mà nhớ được Tam Tạng thì không hề hiếm. Còn thời nay thì chỉ còn ở mỗi Miến Điện là còn, và cũng chỉ được có mười mấy vị thôi, gọi là Tam Tạng. Số lượng thì không bằng. Điều đó chứng tỏ là cái trí nhớ của nhân loại thời nay kém rất là nhiều. Điều thứ ba là rồi còn cái trí suy tư cũng kém. Cho nên nó dẫn, chính vì cái trí suy tư kém cho nên dẫn đến một điều nữa là cái khả năng chứng đắc đạo và quả của chúng sanh thời nay, của hàng cư sĩ thời nay thì không bằng vào thời Đức Phật. Năm trăm năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì còn hạng tỳ kheo, còn hạng chứng A-la-hán được tam minh, lục thông và tứ tuệ phân tích. Còn 1000 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì chỉ còn có tam minh lục thông thôi. Còn 1500 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn thì chỉ còn có tam minh. 2000 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn thì chỉ còn có A-la-hán thường. 2500 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn thì chỉ còn chứng được tối đa là Thánh A-na-hàm. Cho nên là khả năng chứng đắc đạo quả thì ngày một kém. Và điều kiện để thực hành tứ niệm xứ ở trong đời sống cư sĩ tại gia thì ngày mai sư sẽ nói với quý vị, để cho quý vị thấy là người dân xứ Cú Rú, cái người mà sống ở trong thời kỳ Đức Thế Tôn thuyết bài pháp tứ niệm xứ nó đặc biệt lắm, nó không có giống như mình đâu, cho nên là cũng không cần phải so sánh. Quý vị chỉ cần nhớ là việc thực hành tứ niệm xứ là dành cho những ai có sự hướng tâm đến con đường giải thoát, con đường chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau. Đại sư cho con hỏi, mình thích ngồi thiền vì thích sự dễ chịu, nhẹ nhàng, tĩnh lặng của thiền. Vậy đắm chìm trong đó là đúng hay sai? Khi khó ngủ nên mượn thiền để ngủ ngon không ạ? Chúng sanh rơi vào cái ái là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Thì bản thân việc ưa thích trong thiền nó cũng là ái. Và cái ái này á, nó cũng đưa chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Mà nó kẹt như thế này, là cái ái của cái người đặt câu hỏi á, trong giai đoạn này, cái ái trong giai đoạn này nè, nó vẫn còn là dục ái. Tại vì chưa chứng thiền thì nó chưa được cái sắc ái, vô sắc ái nữa, mà nó vẫn còn là dục ái. Cho nên cái việc là yêu thích sự dễ chịu, nhẹ nhàng, tĩnh lặng của thiền nó vẫn còn ở trong dục ái. Và như vậy thì quý vị vẫn còn sanh tử luân hồi và vẫn không thể chấm dứt khổ đau.
Quý vị nên hiểu rằng việc thực hành thiền là công cụ giúp cho chúng ta đi đến sự chấm dứt khổ. Chứ việc hành thiền không phải nhằm mục đích giúp cho ta cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu, thoải mái. Chúng ta không nên quên mất cái gốc rễ mà chúng ta chỉ nhận cái cành lá. Nó giống như trong bài kinh, ví dụ lỗi cây của Trung Bộ đó, thì có người đi vào trong rừng để tìm cái lỗi cây, mà khi thấy cái cành lá thì lấy về và như đó đã thỏa mãn và người đó không có được lỗi cây. Có người đi vào đó rồi lấy cái thịt cây ở ngoài, bỏ cái cành lá, lấy thịt cây ở ngoài, tưởng đó là lỗi cây, rồi họ đi về. Có người thì họ bỏ cái cành lá, họ bỏ cái thịt cây, họ lấy cái giác cây, họ đi về. Chỉ có người bỏ qua cành lá, bỏ qua thịt cây, bỏ qua cái giác cây, thì họ mới lấy được cái lỗi cây. Cũng vậy đó, có những người khi mà đến với đạo thì họ thực hành rồi họ giữ giới, thì có những người họ hài lòng với cái giới hạnh của họ và họ dừng lại ở đó, và thế là họ không đạt được cái cốt lõi của giáo pháp. Có những người sau khi họ giữ giới họ không hài lòng, họ vẫn tiếp tục họ tu thiền, họ chứng đắc các tầng thiền và họ hài lòng, họ dừng ở đó và thế là họ chết. Có những người họ đi tiếp, họ giữ giới, họ tu thiền, họ chứng đắc các tầng thiền, họ không dừng ở đó mà họ tiếp tục tu và chứng đắc thần thông và họ dừng ở đó và thế là họ chết. Chỉ có những ai giữ giới, tu thiền, chứng đắc các tầng thiền, chứng đắc thần thông, không dừng ở đó, vẫn tiếp tục thực hành tuệ quán, chứng đắc đạo và quả, thì đó mới là người đạt được cái lỗi cây. Cho nên là quý vị khi mà chỉ đơn giản thích cái sự nhẹ nhàng, cái tĩnh lặng, cái dễ ngủ của thiền á, thì quý vị chỉ lấy cái cành lá chứ quý vị cũng không có được cái cốt lõi. Và như vậy thì nó rất là uổng. Nó giống như là người ta cho quý vị đi vào cái kho vàng, lấy được bao nhiêu thì cứ lấy về xài, cho tha hồ xài. Mà quý vị đi vào, quý vị chỉ chụp hình selfie cái rồi đi về, không lấy miếng vàng nào luôn. Thì như vậy nó rất là uổng. Tuy nhiên thì sư cũng không có cấm cản, cũng không có chê. Bởi vì dù sao đi chăng nữa thì đó cũng là cái nhân duyên, một phần lý do giúp cho quý vị đi đến với việc thiền tập. Rồi từ từ quý vị sẽ phát triển cái chánh truy kiến thì cũng không có muộn. Nhưng mà nói như vậy cũng không có nghĩa là sư khuyến khích. Con ngồi thiền hoặc đi thiền thường hay có trạng thái buồn ngủ hoặc đôi khi là mệt mỏi. Lúc đó con thấy mình hay mất khả năng tập trung vào đề mục thiền và tâm con thường bị kéo đi. Xin sư chỉ dẫn cách cho con vượt qua. Nếu như mà đi thiền á, ở đây nha, nhớ sư nói rất là rõ. Nếu như đi thiền mà quý vị vẫn ngủ gục, tức là ngủ cắm đầu luôn á, thì chỉ đơn giản là cho sư cho quý vị ngồi qua bên đây, góc bên đây hoặc góc bên đây nè, cứ nằm xuống nằm chừng 10 phút, nằm nghỉ chừng 10 phút, đừng có về cốc, cứ nằm tại chỗ nằm nghỉ chừng 10 phút, sau đó quý vị hành thiền tiếp, không vấn đề gì hết. Tại vì đôi khi á, cái thân thể vật lý của mình á, nó cần sự nghỉ ngơi, nhưng mà cần nghỉ ngơi ít thôi, đừng có chiều nó sẽ hư,
Và khi nằm như vậy, chúng ta nằm nghiêng bên phải, và chúng ta tác ý là ta sẽ thức dậy sau khoảng 10 phút nữa. Thì sau khoảng 10 phút nữa tự quý vị sẽ tỉnh dậy, sau đó hành thiền bình thường. Còn việc mà không có hay mất khả năng tập trung thì chỉ đơn giản là chúng ta rèn luyện thôi. Quý vị rèn luyện thường xuyên, đặc biệt là phương pháp sư nói hồi sáng, tức là sao mình gồng cái tâm mình lại theo dõi trong 10 hơi thở, thì từ từ cái tâm của mình nó sẽ mạnh hơn, định sẽ mạnh hơn, và nó sẽ bớt, nó sẽ giảm cái triệu chứng là mình bị phân tâm. Và quý vị đừng có nghĩ là việc hành thiền là ngày 1, ngày 2, nó tiến bộ, nó tính bằng năm. Cho nên là trong những ngày này là những ngày sư hướng dẫn quý vị kỹ thuật và sư theo dõi thôi. Còn việc vượt qua những cơn buồn ngủ, việc vượt qua sự giả dưỡi, việc vượt qua sự lười biếng, việc vượt qua tất cả những khó khăn, thì đó là những cái tự quý vị phải làm. Và nó tính bằng năm chứ không ít đâu. Theo kinh thì để cứu khổ cho vong linh thì phải tạo phước và hồi hướng phước đó đến người quá vãng. Trong đó cúng dường trai tăng và tam bảo là một trong những cách tạo phước. Vậy thì còn cách nào khác để tạo phước ngoài cách trên không? Khi quý vị bố thí cúng dường đến bất kỳ hạng chúng sanh nào thì đều có phước cả. Chẳng qua là bố thí cúng dường đến tam bảo thì phước nhiều nhất, chỉ đơn giản thế thôi. Cho nên nếu như quý vị không có cơ hội, không có dịp để đến chùa hoặc là để làm phước cúng dường đến tam bảo, thì có cơ hội làm phước lúc nào thì chúng ta làm phước lúc đó, thì đều có phước cả. Và sau đó quý vị có thể hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Ngay cả khi chúng ta ăn cơm xong, chúng ta lấy cái cơm thừa chúng ta đổ đi với suy nghĩ là sẽ có con này con kia nhờ như vậy được no bụng, như thế cũng có phước. Bạch sư cho con hỏi cách bố thí cúng dường khi còn là sinh viên, tài chính không có nhiều. Phải nói là khi tài chính chúng ta không có nhiều, việc bố thí chúng ta nó có hiệu quả hơn. Tại vì sao? Vì khi đó khả năng chúng ta dốc 50% tài sản, 100% tài sản nó nhẹ nhàng lắm. Và khi đó nó rất dễ dàng là bố thí bậc thượng. Còn những người mà giàu tài sản bạc tỷ, họ đâu có dám dân cúng 50% tài sản, 100% tài sản họ đâu làm được. Nhưng mà khi chúng ta còn nghèo, còn hạn chế, chúng ta rất dễ làm điều đó. Cho nên người nghèo thì họ khó bố thí do lòng bỏng sẻn. Nhưng một khi họ có thể bố thí thì thường họ sẽ có quả phước lớn lao. Tại vì khi họ bố thí thì thường họ sẽ bố thí tất cả tài sản của họ, hoặc là chiếm phần lớn tài sản của họ. Cho nên đừng có ngại khi mà tài chánh của mình ít. Điều quan trọng là cái lòng của mình nó lớn hay không. Điều đó mới là điều quan trọng. Hơn nữa thì Đức Thế Tôn có hướng dẫn hàng tại gia cư sĩ nên chia tài sản ra làm bốn. Một phần là để nuôi bản thân, một phần là để nuôi gia đình, một phần là để lo cho công việc, còn một phần thì để làm phước. Cho nên nếu như quý vị quy hoạch tài chánh
thì chúng ta nên chia ra làm bốn phần như vậy thì chúng ta an ổn, và cũng tránh việc khi chúng ta hào hứng quá thì chúng ta bố thí cúng dường hết toàn bộ tài sản của mình, rồi sau đó rơi vào cảnh túng thiếu, rồi quý vị lại hối hận hối tiếc thì cái đó rất là uổng ha. Bạch sư cho con hỏi, thực phẩm ăn uống khiến ngủ mơ không nên tránh những loại nào? Vì mỗi lần ngủ mơ khi thức dậy con rất mệt mỏi. Sư cũng không biết nữa. Tại vì ở trong Tăng Chi thì Đức Thế Tôn chỉ đơn giản nói là một trong năm nguyên nhân gây ra giấc mơ thì có đồ ăn. Còn ăn cái gì thì Ngài không có nói. Thì chúng ta nên hiểu là cái quá trình tiêu hóa thực phẩm thì nó có thể tạo ra giấc mơ, chứ còn khó mà thống kê là cụ thể cái đồ ăn gì. Còn không ấy thì quý vị làm ra cái bảng danh sách đó, quý vị ăn cái gì mà nó không có giấc mơ thì quý vị ghi lại. Chứ còn bây giờ sư cũng chịu thua. Khi ngủ mơ thức dậy mà mệt mỏi á, muốn khắc phục được điều này thì chúng ta phải chánh niệm hoàn toàn trong đời sống và ngay cả trước khi ngủ. Nếu như quý vị chánh niệm hoàn toàn trong một ngày á, thì trong giấc mơ quý vị vẫn chánh niệm bình thường. Ngoài ra đó thì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn có nói những lợi ích của thiền tâm từ. Thì trong đó có cái việc là khi ngủ á, thì không có mộng mị xấu xa, và khi thức dậy thì được khỏe mạnh. Cho nên nếu như quý vị muốn chúng ta không có những cơn ác mộng và khi tỉnh dậy chúng ta được khỏe đó, thì quý vị nên thực hành tâm từ. Có lần á, khi mà sư nằm mơ thì sư mơ thấy giống như là mình vừa trải qua một cái trận là phim kinh dị vậy đó. Mơ thấy cái ác mộng. Và khi tỉnh dậy á, điều đầu tiên sư tự hỏi mình là dạo này có vẻ như là lơ là cái chuyện tu tập tâm từ, cho nên mới mơ thấy ác mộng. Còn nếu như mà mình có tu tập tâm từ thì chuyện này sẽ không thể xảy ra. Và khi thấy như vậy thì nhắc nhở là mình tiếp tục quay trở lại tu tập tâm từ. Bạch sư cho con hỏi, nguyên nhân gì mà một người có thời điểm họ rất sung túc thịnh vượng, có sức khỏe, tài sản, mối quan hệ, công việc, nhưng có thời điểm họ mất tất cả, không có gì, sống cô đơn trong hiện tại, chịu thị phi và làm cách nào để tạo phước báo ngắn hạn, phước trổ ngay hiện tại và phước dài hạn để an ổn trong hiện tại và vị lai? Có một cái loại ngạ quỷ mà buổi sáng thì nó sướng như chư tiên, còn buổi tối là nó khổ như địa ngục. Có con thì buổi sáng là nó khổ như địa ngục mà buổi tối nó sướng như chư thiên. Quý vị có xem trong 1001 đêm mà nó có cái câu chuyện một cái chàng thanh niên lạc vào trong cái tòa lâu đài mà có những cái cô giống như cô gái như là tiên nữ quanh quẩn bên chàng này, và chàng có những cái đêm rất là hạnh phúc. Nhưng mà lạ cái là ban sáng thì các cô này mấy cô trốn đâu hết trơn, và dặn chàng là chàng có mở muốn mở nhà kho muốn thì cứ mở hết, nhưng mà chừa cái nhà kho cuối thì chàng đừng có mở. Thì anh chàng này buổi sáng rảnh quá không làm cái gì thì cũng đi mở dạo, thì thăm vàng bạc châu báu các cái kho lâu đài thì có rất là nhiều những cái phòng đẹp. Và anh tò mò anh mở
còn có cái phòng cuối à. Anh tò mò anh mở ra luôn. Thì khi anh mở ra luôn á, thì ở trong đó có một cái con ngựa có cánh đẹp lắm. Thì ảnh mới leo lên trên con ngựa đó, và con ngựa đó nó chở ảnh bay đi. Và khi ảnh bay, nó bay tới hồi mà bay về đó, nó chả anh xuống thì nó tiện cái đuôi đó, nó chọt mù con mắt ảnh. À, và thế là anh không còn dám mặt, không còn mặt mũi nào để ở lại với mấy cô tiên nữ nữa, và anh trốn về. Thì cái câu chuyện đó, đó nó trùng hợp với cái loài ngạ quỷ được nhắc đến ở trong đây. Tức là có những cái loài ngạ quỷ sống chung với nhau, nhưng mà buổi tối là nó sướng như chư thiên, có lâu đài, có bảo tàng, đầy đủ hết. Nhưng mà buổi sáng nó phải trốn đi để nó chịu cái cảnh đầy đọa như địa ngục. Tại sao có cái loại chúng sanh kỳ lạ như vậy? Thì ở trong ngạ quỷ sự thuộc tiểu bộ có nhắc đến là có một cái cô có những người á, họ sống không có giới, nhưng mà họ được các vị thiện trí thức á, là khuyên. Thí dụ như có cái anh thợ săn thì ảnh khoái cái chuyện mà sát sanh lắm. Thì cái người thiện trí thức khuyên thôi anh đừng có sát sanh, sát sanh nó rất là ác và tội lỗi. Nhưng mà anh này quen rồi, ngày nào không giết anh không có vui. Cho nên là cái người thiện tri thức này đó mới nói thôi bây giờ nếu như vậy đó thì anh hứa với tôi là anh chỉ giết buổi sáng thôi, còn buổi tối anh đừng có giết. Tức là chỉ sát sanh buổi sáng thôi, buổi tối anh đừng có sát sanh. Anh làm được không? Thì người này nói được. Rồi sau đó đó vị này sống trong một cái đời sống mà buổi sáng thì cứ sát sanh thoải mái, mà buổi tối thì không có sát sanh. Sau khi thân hoại mạng chung, buổi sáng thì khổ như địa ngục, nhưng mà buổi tối lại sướng như chư thiên. Tại vì buổi tối là thời gian ảnh giữ giới, còn buổi sáng là thời gian ảnh phá giới. Cho nên ảnh sanh vào cái hàng ngạ quỷ đó. Thì đời sống của quý vị nó cũng tương tự như vậy. Cái kiểu chúng ta làm phước mà tùy hứng ấy. Hứng lên thì chúng ta làm phước, giữ giới, tu thiền, làm thiện đã lắm. Hết hứng rồi chúng ta lại sống ác như thường. Thì chính cái kiểu tùy hứng đó nó cho cái quả nghiệp nó cũng tùy hứng. Lúc thì chúng ta lên chót giót, lúc thì chúng ta xuống dưới thung lũng. Cái kiểu sống như thế nào nó cho cái quả như thế đó. Chính vì như vậy đó, trong Mangala Sutta là kinh 38 pháp hạnh phúc đó, thì việc thường xuyên làm các điều thiện, tức là chúng ta làm các điều thiện một cách liên tục, thường xuyên, không gián đoạn, bản thân đó là hạnh phúc cao thượng. Tránh cái chuyện làm phước tùy hứng, tu tùy hứng ha. Tu thì có phước đó, làm phước thì có phước đó, nhưng mà như vậy thì nó sẽ nó không có đều, và nó dẫn đến cái trường hợp như thế này. Còn quý vị nghĩ là cái phước báo ngắn hạn chỗ ngay hiện tại, xin thưa nó không có ngắn hạn. Phước chỗ ngay hiện tại không có phước nhỏ, chỉ có phước cực lớn mới chỗ ngay hiện tại thôi. Điều kiện để chúng ta làm phước chỗ ngay hiện tại là chúng ta làm phước đến một vị chánh đẳng giác là phước chỗ ngay hiện tại. Chúng ta làm phước đến một vị độc giác hoặc một vị thinh văn giác sau khi ra khỏi thiền viện thì phước chỗ ngay hiện tại. Mà thời nay kiếm đâu ra những vị đó? Cho nên cái phước chỗ ngay hiện tại không phải là thức phước nhỏ, mà đó là phước lớn, phước cực lớn thì mới chỗ ngay hiện tại được ha. Còn phước dài hạn thì đó là những việc quý vị đang làm, đó là bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, phục vụ,
tùy hỷ, hồi hướng, nghe pháp, thuyết pháp, sửa sang chuyên kiến cho đúng. Đó là 10 nhân sanh phước. Khi quý vị làm thì nó sẽ trổ cho quý vị. Còn nếu như quý vị muốn được sự an lạc ngay trong hiện tại thì có 2 cái để chúng ta tu tập. 1 là thiền tâm từ và 2 là thiền tứ niệm xứ. Bạch sư cho con hỏi, khi quay về đời sống thường nhật, con nên áp dụng thời gian thiền như thế nào để tiếp tục duy trì chánh niệm và có thể chế tác được bình an hạnh phúc tự thân? Ngoài thiền, con nên làm thêm điều gì để gia tăng nội lực? Con nên thiền như thế nào để vẫn hòa nhập được cuộc sống nhưng không hòa tan? Con xin cảm ơn. Lời đề nghị của sư là bất kỳ lúc nào có thời gian thì chúng ta hành thiền lúc đó. Ví dụ như theo dõi hơi thở, thì khi chúng ta ngồi chờ trên xe buýt, khi chúng ta ngồi chờ trên xe taxi, khi chúng ta ngồi chờ lấy số xếp hàng, chúng ta theo dõi hơi thở. Khi mà chúng ta đi làm sớm, chưa tới giờ làm, theo dõi hơi thở. Khi làm việc xong thì tới giờ nghỉ ngơi tí xíu, 5-10 phút thì cũng theo dõi hơi thở. Tức là phải tập cho mình á cái thói quen là thực hành thiền bất kỳ lúc nào rảnh, dù chỉ có 5 phút, 10 phút. Sư nói thậm chí tranh thủ thời gian đi toilet theo dõi hơi thở. Sư không có nói chơi đâu. Tại vì trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Thế Tôn nói là vị tỷ kheo khi đi, đứng, nằm, ngồi, co tay, duỗi tay, ăn, uống, nhai, nếm, tiêu, tiểu. Cho nên là bất kỳ lúc nào, hoặc quý vị tưởng tượng như chúng ta thương một người nào đó, thì tranh thủ thời gian hễ rảnh ra một tí xíu là chúng ta lo, chúng ta nhắn tin, chúng ta gọi điện thoại để hỏi thăm người thương của mình như thế nào. Hoặc là chúng ta có con, có đứa con nhỏ, thì rảnh ra một tí xíu thì chúng ta cũng ráng chúng ta xem coi là nó như thế nào. Thì việc hành thiền cũng nên sắp xếp như vậy. Khi quý vị ý thức được sự an lạc, sự lợi ích của thiền thì chúng ta sẽ tự nhiên dành thời gian cho nó thôi. Còn làm sao để việc thực hành mà giúp cho chúng ta không có lạc loài đó, thì sư khuyên quý Phật tử nên thực hành thiền tâm từ. Bởi vì chỉ có thiền tâm từ mới giúp cho chúng ta hòa nhập với đời sống xã hội mà không bị hòa tan vào trong đó. Con thắc mắc là tại sao thiền sinh nam đi trước thiền sinh nữ và khi ăn uống cũng ăn trước. Con nghe nói việc đi trước là do văn hóa đạo Phật Nguyên Thủy, làm người nữ là nhiều nghiệp, nhưng tại sao ngay cả việc ăn thì nam làm trước, nữ phải đợi? Không phải Đức Phật đã dạy là mọi chúng sinh là như nhau sao? Nếu xét ra phái nữ là phái yếu thì nên được ưu tiên trước không ạ? Xin cảm ơn sư. Sư nhớ là khi xếp hàng thì có hàng nam hàng nữ mà. Hả? Sao?
Thì đi thì rõ là các vị nam đi trước, nhưng mà tới họ mà xếp hàng là bên nam bên nữ mà lấy đồ ăn á. Hả? Đi khất thực hả? Đi khất thực thì dính gì ở đây? Sư nhớ, còn nếu như mà khác đi thì ban tổ chức sắp xếp lại ha. Chứ sư nhớ là bên nam một dãy mà nữ một dãy, rồi quý vị đi. Rồi đương nhiên là khi nào mà bên nam hết rồi mà nữ còn thì các bên nữ thì sẽ cắt qua. Nhưng mà cái vấn đề như vậy nè, đôi khi quý vị không để ý là nữ quý vị sĩ số gấp 3 lần nam. Cho nên đôi khi á, cái bên dãy nam đi xong hết rồi mà bên nữ vẫn còn dài, cho nên quý vị tưởng là nam đi trước. Chứ thực ra là tới hồi mà xếp hàng lấy đồ ăn á, là chia cả khu nam khu nữ, nhưng mà do nữ quý vị dài gấp 3 lần người ta, cho nên là quý vị ăn lâu hơn thôi. Rồi còn cái việc là khi đi á, thì các vị nam đi sau các sư là nó cũng phù hợp thôi, tại vì các sư thì nên tránh người nữ, cho nên cái chuyện là người nam đi sau rồi tới người nữ thì nó phù hợp hơn. Còn khi ăn thì đương nhiên là chia hàng nam hàng nữ ha. À, sư có thể giải thích lại thiền quán hơi thở không ạ? Lúc thở con vẫn cảm nhận được luồng khí đi từ mũi. À, quý vị để cái tay ở phía trước mũi đó thở ra bình thường, và cái điểm hơi thở chạm vào ngón tay á, chúng ta xác định á, và nhắc nhở tâm phải chú ý vào điểm này, neo tâm vào điểm này. À, với những vị còn lúng túng thì quý vị có thể để tay nó hơi lâu một tí, đủ để nhắc tâm của mình. Đây nè, đây là nơi phải tập trung. Thì như vậy chúng ta sẽ không còn cảm nhận hơi thở bên trong mũi nữa, mà chúng ta sẽ tập trung tâm vào cái điểm bên ngoài. Rồi sau đó từ từ thay nó bằng cục bông gòn. Để chi? Bởi vì cục bông gòn á, là do tâm tưởng ra, nó không có hình tướng. Rồi sau đó từ từ chúng ta để tay xuống, duy trì cái vị trí như cũ. Nếu như chúng ta bị lạc mất, chúng ta lại quay trở lại hơi thở bên trong mũi, thì là tiếp tục đưa tay lên để xác nhận lại điểm hơi thở ở bên ngoài. Khi đã dâng vật thực cho chư tăng, thì khi con thấy chư tăng không dùng đồ con dâng, thì sau đó con lấy về sử dụng được không, thưa sư? Khi nào chư tăng dùng xong rồi đứng dậy thì cái đồ mà dư á, để lại thì chư tăng xả bỏ, thì quý vị có thể ăn ha, bình thường không vấn đề gì cả. Và đôi khi á, sư thì có một vài món nhìn thì cũng muốn ăn á, nhưng mà không có đụng vô, tại vì sư muốn để cho nó nguyên. Tại vì đôi khi cái dĩa đồ ăn mà mình gấp vài miếng rồi thì nó thành ra cái dĩa ăn dở, thì một số người sẽ ngại, cho nên là đôi khi sư để sư không có chạm vô luôn, sư chỉ ăn trong cái món ăn nó vừa đủ phần mình ăn, còn cái dĩa còn nguyên không có chạm vô luôn, để quý vị ăn thì nó nguyên. Rồi nếu mà muốn quý vị có thể để tủ lạnh cũng được, tại đồ ăn mà động đũa vô thì mình không có lưu trữ được đó. Cho nên là đôi khi đồ ăn mà quý vị thấy sư không có đụng vô thì cũng đừng có buồn ha. Làm sao nhận biết bị hôn trầm và buồn ngủ có sự khác nhau không? Nó là một ha.
Làm sao tránh được bị hôn trầm và thoát ra? Ngồi thiền bị hôn trầm có phải tâm còn ngu tối u mê không? Cái việc mà chúng ta hôn trầm thì nó có cái si ở trong đó đó, cái si phóng dật ở trong đó. Nhưng mà không nên có cái suy nghĩ mang cái hướng bi quan như vậy. Nó chỉ đơn giản là khi chúng ta bị hôn trầm thì chúng ta mở mắt ra, hành thiền mở mắt ra, hướng mặt về phía ánh sáng. Thí dụ như là cái cửa có ánh sáng thì hướng về phía ánh sáng. Rồi chúng ta có thể xoa bóp tay chân, xoa bóp mặt mũi. Rồi chúng ta có thể đứng dậy đi thiền. Có rất nhiều cách để chúng ta vượt qua. Và nhiều khi cái cơn buồn ngủ nó không có phải thật sự là do sinh lý của mình đâu, mà nó giống như nó có cơn. Xin lấy ví dụ ha. Có người thì buồn ngủ cái giấc 8 giờ, mà chỉ cần họ ráng họ vượt qua cái giấc 8 giờ họ tỉnh như 6 rồi. Không có vấn đề gì hết. Mà cái giấc 8 giờ đó họ tưởng như là họ không ngủ, họ chịu không nổi. Nhưng chỉ cần họ cố, họ vượt qua cái giấc 8 giờ đó là họ tỉnh, tỉnh rượu luôn, không có thấy buồn ngủ nữa. Thì đôi khi á, nó mang tính chất tâm lý là nhiều. Chứ nếu thật sự là do cơ thể mình thiếu ngủ thì ngủ giờ nào cũng được chứ. 8 giờ cũng buồn ngủ, 9 giờ cũng buồn ngủ, 10 giờ cũng buồn ngủ chứ. Cho nên là chúng ta nên ráng ha. Hơn nữa chúng ta chỉ có 7 ngày thôi, thì 7 ngày này cũng là một cơ hội cho chúng ta điều chỉnh lại cái giấc ngủ của mình. Như sư nói là chúng ta ở ngoài cái giờ giấc sinh hoạt của chúng ta rất là độc hại. Đôi khi chúng ta thức tới 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ chuyện bình thường. Còn bây giờ chúng ta phải tập 10 giờ ngủ mà 4 giờ dậy. Về nhà quý vị vẫn làm được như vậy thì sức khỏe quý vị sẽ được cải thiện rất là nhiều. Khi thiền hơi thở không thấy hơi thở, mở ngoặc ngừng thở đóng ngoặc, chứ không phải mất điểm thở như cây bông gòn, thì phải tiếp tục đưa tâm chú ý vào đâu? Trong lúc quán sát hơi thở con bị mất hơi thở khá lâu. Khi quý vị vẫn biết được điểm hơi thở thì chỉ cần tiếp tục tâm nghe điểm hơi thở, một lúc sau hơi thở sẽ trở lại. Yên tâm điều đó. Điều này được nói đến ở trong bài kinh, trong chú giải kinh Đại Niệm Xứ. Giống như một người chăn bò mà con bò nó đi lạc, thì vị ấy chỉ việc là đi ra ngoài cái bờ sông, cái nơi con bò hay uống nước và chờ ở đó thôi. Con bò tự nhiên tới giờ nó tới uống nước và bắt con bò, chứ không cần phải lùng sục ở trong rừng để tìm con bò. Cũng vậy, khi quý vị bị mất hơi thở mà chúng ta vẫn nắm được điểm hơi thở thì không cần phải đi tìm hơi thở, mà chỉ việc tiếp tục theo dõi nơi điểm hơi thở, một lúc sau hơi thở tự nhiên sẽ có lại. Con ngồi thiền khoảng 15-20 phút thì có những biểu hiện đau xương khớp. Trong khi đó sức khỏe con ổn định và bình thường, nhưng vẫn không cố gắng ngồi được đến 30 phút vì quá đau nhức. Vậy sư cho con hỏi, đây có phải là biểu hiện của sự chướng duyên không? Như sư nói là quý vị ngồi ngắn sư không có chê, mà quý vị ngồi lâu sư cũng không có khen. Điều quan trọng là chúng ta tập trung vào được đối tượng thiền của mình. Cho nên trong trường hợp
15-20 phút mà đau quá chịu không nổi thì chỉ đơn giản là đổi chân, trong khi vẫn theo dõi hơi thở. Nếu đổi chân mà sau đó vẫn còn đau quá thì đứng dậy đi thiền. Chỉ đơn giản thế thôi. Sư đâu có bắt ép quý vị ngồi đâu. Quý vị thực hành nhiều, ngồi lâu, 1 năm, 2 năm thì tự nhiên quý vị ngồi được lâu thôi. Giống như nó quen chân. Cho nên là mới tập thì không cần phải tự ti về thời gian mình ngắn hơn những bạn xung quanh. Chứ sư biết là có những nơi mà ngồi thiền mà ngồi liên tục 2 tiếng đồng hồ không cục cửa thì mới chịu nhận vô tu. Sư không có như vậy. Kính nhờ sư hướng dẫn kỹ thuật để có thể kham nhẫn khi bắt gặp các sắc cảnh xấu, đặc biệt là sắc cảnh khí. Tác ý như thế nào để tâm sân không nổi lên? Hiện tại con chỉ có thể cố gắng tránh đi và quán tâm trên tâm để kiềm chế tâm sân. Nếu như tránh được thì cứ tránh, không vấn đề gì cả. Tránh vôi không hổ mặt nào. Thì một trong những cách để giải quyết vấn đề là chúng ta tránh đi. Cho nên nếu như quý vị tránh được thì cứ tránh. Còn nếu như mà quý vị kham nhẫn, mà thì kham nhẫn với cảnh khí, thì cái cảnh khí nó có một cái điều đặc biệt không có ở các cảnh khác. Đó là nếu như cái cảnh khí đó mà nó khó chịu quá, thí dụ như nó hôi quá, thì thay vì nín thở á, quý vị thở bình thường. Thở bình thường, thở chừng 5 phút sau quý vị hết thấy hôi à. Nó quen. Cái mũi mình á, đặc biệt vậy đó. Có những cái anh mà ảnh làm cái nghề hút phân, hút hầm cầu hút phân, hoặc là ảnh hút mấy cái phân mà phân bò, phân heo để mà chất lên trên xe. Thì cái lúc mà ảnh mới đi làm á, mở khui hầm phân là ảnh thấy hôi, hôi chịu không nổi. Nhưng mà ảnh làm một hồi thôi chứ không phải là một thời gian đâu. Một lúc sau thôi, cái mũi mình nó nghẹt rồi đó. Hết thấy hôi. Chở đi vẫn chất xe chở lên bình thường. Mà chạy ngang qua người khác là người ta bịt mũi hết mà ảnh quen rồi. Thì cái cảnh khí đôi khi nó cũng vậy đó. Nếu quý vị sợ thì cứ hít thở bình thường. Một lúc là nó quen, hết nghe mùi. Còn các cái sắc cảnh xấu khác thì chúng ta chỉ đơn giản là kham nhẫn. Kham nhẫn như thế nào? Kham nhẫn không cho tâm sân sanh khởi, chứ không phải là khi tâm sân sanh khởi thì mình kiềm chế nó. Nó khác. Cái kham nhẫn đúng mực á, là kham nhẫn không cho tâm sân sanh khởi. Mà muốn kham nhẫn được thì chúng ta phải kham nhẫn ngay cả các cái cảnh tốt chúng ta vẫn kham nhẫn, chứ không phải chờ đến cảnh xấu mình mới kham nhẫn. Bởi nếu cảnh tốt chúng ta không kham nhẫn được thì cảnh xấu chúng ta cũng không kham nhẫn được. Tốt và xấu là hai mặt, nó đi song song với nhau. Quý vị có thể tác ý, ví dụ như ở địa ngục á, nó còn ghê gớm hơn như thế này nữa. Mà nếu như bây giờ ta không thể kham nhẫn thì tới hồi đi địa ngục làm sao kham nhẫn. Cho nên bây giờ hãy tập kham nhẫn. Hoặc là chúng ta suy tư khi mà ví dụ như đi vô toilet mà nó hôi quá đi, thì chúng ta suy tư là
Khi mà mình tu kém để phải tái sanh làm cái con dồi trong hầm phân, thì mình sẽ còn mê những cái mùi này, mình còn thích những cái mùi này, và thậm chí mình ăn, mình uống, mình hụp, mình lặn ở trong đó. Thì từ đó đó, chúng ta có sự chán sợ, kinh cảm cho dòng sanh tử luân hồi. Đó sẽ là động lực để cho chúng ta tiếp tục thực hành chánh niệm. Khi đó không còn cái gì khác ngoài chánh niệm là nơi để cho chúng ta nương nhờ. Tại sao thiền từ bi quán chỉ quán cho người cùng giới trong nhà con, có ông bạn con và cậu em trai, con quán từ bi có được không thưa sư? Tại vì khi quý vị mới thực hành thiền tâm từ thì giai đoạn đầu chỉ nên quán người cùng giới. Nếu quý vị quán người khác giới thì tham ái sẽ nổi lên. Trừ khi nào quý vị quán tâm từ, thực hành thiền tâm từ một cách thuần thục rồi, lâu rồi, nó không còn sự chướng ngại nữa, thì quý vị có thể quán tâm từ đến với người khác giới. Cho nên ở đây là do chúng ta mới thực hành, cho nên sư khuyến khích là chỉ quán với người cùng giới thôi. Còn ở trong gia đình cũng vậy, do chúng ta mới thực hành thiền tâm từ, chúng ta chưa phân biệt được giữa tâm từ và tâm ái, cho nên cũng khoan hẳn quán đến người nhà của mình. Khi xuất gia được vài tháng thì con bị trạo hối về những món ăn yêu thích trong quá khứ. Thỉnh thoảng nó hiện về trong tâm với tần suất thường xuyên. Con đè nén tâm dặn lòng nó là khổ, nhưng tâm chưa buông. Con thử trộn các món ăn trong một bát để hủy tướng thức ăn, nhưng con vẫn chưa diệt được tham ăn uống. Con nên xử lý thế nào với sự thích thú vật thực? Con có tác ý với ăn với tâm không có tham nhưng nó vẫn dính mắc. Con cảm ơn sư. Ở đây tức là vị này đã thực hành hai pháp. Một là việc trộn các món ăn. Hai là tác ý ta sẽ ăn với tâm không có tham. Nhưng cái vấn đề là khi ăn thì chúng ta ăn không có tham, nhưng cái tâm chúng ta vẫn còn thèm khát. Tức là chúng ta còn thèm khát cái món ăn. Đó là cái vấn đề. Cho nên chúng ta phải buông bỏ sự thèm khát, sự trông đợi các cái món ăn. Và có đôi khi cái cách giải quyết nó cũng rất là đơn giản. Đó là cứ để lâu, chờ lâu, vài năm nó thấm tương trao tự nhiên nó hết. Cái người mới tu á thì họ còn mê, còn mơ về đời. Tức là trong giấc mơ họ vẫn còn là người đời. Nhưng mà tu mà lâu rồi thì tự nhiên là trong giấc mơ họ cũng cứ lộng sư thôi. Tới hồi mà thậm chí có người trong giấc mơ họ mơ thấy cái người vợ cũ của họ nằm kế bên hai người chùa lũi mà họ nhớ, ê không được. Họ nhớ cái này hình như mình không có làm được. Thì nó là như vậy. Đôi khi chúng ta chỉ cần là thấm tương trao thôi. Tu lâu thấm tương trao là nó sẽ vượt qua mấy cái này. Nhưng mà đương nhiên là chúng ta phải có tu ha, chứ còn không tu thì sống 10 năm thì cũng chỉ là ông sư cũ. Rồi, thì đó là những câu hỏi trong ngày hôm nay. Chà, câu hỏi sao còn nhiều dữ thần ha. Rồi, thì sư cũng báo luôn là trong trường hợp mà
hết khóa thiền mà vẫn chưa vấn đáp xong, còn cái sắp gì nữa vẫn chưa vấn đáp xong, thì sư sẽ tiếp tục vấn đáp sau ở các cái khóa thiền sau. Sư tổ chức ngoài cái khóa thiền 7 ngày còn có khóa thiền cuối tuần, tức là tổ chức vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Quý vị có thể tham dự trọn cả 3 ngày, hoặc tham dự chỉ 1 ngày, hoặc tham dự sáng đi chiều về vẫn được như thường. Tức là sáng thứ bảy vào đăng ký, rồi tới chiều tối thứ bảy đi về nhà cũng được, không sao hết. Thì quý vị có thể tham gia, và trong các cái khóa tu ngắn hạn đó đó, thì sư sẽ cũng sẽ tranh thủ trả lời những cái câu hỏi này. Cho nên ai mà hỏi mà sư chưa trả lời thì cứ đăng ký tham gia các khóa tiếp theo ha. Rồi mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Idang me punyang nibbanasa pacchayo hotu imang no punya phagang sabba sattanang dema sadhu sadhu sadhu. Chúc quý vị ăn.